Này đông này không biết còn thịt cho em không đấy. Còn em ít. Anh Hiền hôm nay ăn bún đậu có thích không anh Hiền? Nói chung là ok. Nhá, thì anh em hôm nay sẽ ăn bún đậu. Và anh em mình sẽ cùng dẫn các bạn vào đấy để xem cái quán bún đậu như thế nào. Quán bún đậu là anh Hiền ăn lần nào chưa? Chắc là chưa. Chưa ăn lần nào đi đúng không? Đi qua nhiều nhưng mà chưa vào đây. À ok. Nói chung là cái ngõ này là rất là rộng các bạn nhá. Rất rộng và thoáng mát. Mình rất là thích những chỗ ở Hà Nội mà có những cái ngõ rộng này, có quán ăn. Vừa ăn ở đây nó vừa yên tĩnh hơn mà nó cũng vừa cảm thấy nó dễ chịu các bạn. Có quán nước này. Đấy, ăn xong các bạn có thể là vào ra đây là uống nước. Đây, dãy bàn của quán bún đậu từ đây cho đến tít trong kia các bạn kìa. Hôm nay mình và các bạn đến đây rơi vào khoảng 10 rưỡi. Quán mình đây là chỉ bán buổi trưa thôi đúng không chị? Vâng, chỉ bán buổi trưa thôi ạ. Đó. Là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ đấy hả chị? Em đã có bán từ 10 giờ đấy ạ. 10 giờ đến 2 giờ chiều. 10 giờ đến 2 giờ chiều à? À, đấy. Bún đậu thì thường là dân mình hay ăn vào buổi trưa các bạn ạ. Đấy, buổi sáng thì ít người ăn bún đậu. À, chị đây là đang chuẩn bị rán đậu đưa thứ để... Đây là rán lửa một đúng không chị? Dạ vâng ạ. Đây là khâu chuẩn bị sơ qua của đậu. Vâng. Tất cả bọn em đều phải chuẩn bị lướt đậu, gọi như là đậu lướt ván một lần. Sau đó thì khi khách đến thì sẽ có nhu cầu là người thì sẽ ăn giòn và người ăn mềm. Mình sẽ phục vụ theo nhu cầu của khách. À đúng rồi. Dạ vâng. Đậu chiên hai lần thì ăn sẽ ngon hơn các bạn ạ. Nó cũng nhanh hơn chị nhỉ? Đúng không? Dạ vâng ạ. Chưa, bọn em bán chủ yếu cũng nhiều khách văn phòng. Thì khi người ta ra thì người ta cũng chỉ có giờ thôi. Tại vì là khi người ta ăn xong người ta cũng muốn về văn phòng người ta nghỉ ngơi. Thì nếu mà mình không kịp để phục vụ khách thì nhiều khi khách chờ lâu quá cũng bản thân bọn em bán hàng bọn em cũng bị ngại. Mình chuẩn bị những cái giỏ bún này sẵn để tí bán cho nhanh nha. Đúng rồi anh ạ, bởi vì là ở đây khách văn phòng ấy người ta yêu cầu là phải thật nhanh. Vì thời gian người ta nghỉ trưa chỉ có một chút thôi. Và làm mà không kịp, với cả cái lượng khách của em vào nó cũng khá đông, nó dồn dập ấy. Một buổi sáng thì nó có thể nó lên đến hàng trăm người. Thế đâm ra là bọn em chỉ có trong thời gian là 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là để phục vụ khoảng độ 100 người. Đấy là khách văn phòng. Còn em chưa kể những cái khách ở các nơi khác người ta đến ý, thì người ta có thể chờ được. Những khách văn phòng thì người ta gần như là không thể chờ được anh ạ. À vâng, đúng rồi. Khách văn phòng người ta có giờ để người ta còn về nghỉ ngơi nữa. Đúng rồi anh ạ, người ta chỉ có một lượng. Vâng thôi. Thế chị để những cái rổ to, rổ nhỏ như này, cái này là mấy suất đấy? Cái này của em là 2 suất này, cái này của em là 3 suất. À, cũng có cự hết rồi đúng không? Vâng, và em đếm sẵn hết rồi. Vâng. Mùi rau răm thơm thế nhỉ? Vâng. Cái răm này là của em là về giả cây. Vâng. Hành với rau răm là để ăn giả cây đấy đúng không? Vâng, hành, rau răm và măng. Vâng. Đó, giả cây nhà mình đâu rồi chị? Chưa đem ra đây à? Giả cây em đang đun ạ. À. Vâng. Một suất là mấy bìa này nhỉ? Một suất của em là 2 bìa. Ờ, nhà mình đây là ngoài bún đậu là mình còn giả cầy nữa đúng không? Dạ vâng. Bún đậu đầy đủ của em thì gồm thịt, đậu rồi chả cốm. Vâng. Và một suất đấy thì em bán 40.000. Còn giả cầy thì em bán là 50.000 một suất. Mỡ của em thì hoàn toàn là em rán đậu riêng. Và bên này của em là rán dồi và chả cốm riêng. Để tránh cái trường hợp là cái dồi và cái chả cốm nó đen. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến mỡ của đậu. Cái chả bên đấy sẽ là chuyên rán dồi và rán chả cốm. Dạ vâng. Phần 1 thì mình rán này là cũng là gần được rồi đúng không? Dạ vâng. Kiểu nó hơi bắt đầu nó vàng lên dạ màu vâng. Nó chỉ cần bao mặt của bìa đậu là được ạ. Đấy, thế là được rồi đấy. Dạ vâng ạ. Như này là một mẻ sơ chế rồi đấy ạ. Chỗ sẽ cho ra đây để nó ráo. Đây là chân giò này, nhà em toàn mua chân giò là bắp tươi nguyên ấy. Vâng. Đấy người ta mua về cái là em nhờ người ta bó, thế sau em mang về nhà là em luộc. Khi em luộc thật cẩn thận xong rồi đâu em cho vào trong tủ lạnh em để ủi cho nó giòn lại cái da ấy, thì ngày hôm sau bán thì cái thịt này nó mới chắc lại như thế này. Vâng. Khi thái ra nó sẽ ra từng miếng bắp một. Vâng. Rất đây là rất mình là... dùng toàn chân trước hay sao chị? Tất cả mẹ. Vâng, toàn bọn em hoàn toàn là chân giò trước. À. Với cả bắp lõi. Lõi tí nữa em thái ra cho anh xem nhé, một cái lõi nó như này. Như nó sẽ là như này. Đấy. Đây là thịt chân giò, thịt lõi của cái chân giò ấy anh ạ. Vâng.
Hầu như chân bọn em hầu như cái nào cũng là như thế này. Bọn em hàng của em, chân giò bọn em hầu như là đều phải tự chọn từng cái một, chứ không phải là mua toàn thịt nạc đâu. Đây anh xem, tất cả của em hầu như toàn là bắp hết. Vâng. Không có một cái nào là chân thường cả. Đấy. Vâng. Đều là thịt chân giò. Ăn chân trước này thì nó sẽ ngon hơn. Vâng, nó như là cái bắp rùa ấy anh ạ. Vâng. Đấy. Mình ăn cái bắp rùa của con thịt bò, của thịt bò nó như thế nào thì cái thịt lợn này nó cũng như thế này này. Đấy. Ăn vào miếng thịt nó có gân, có nhức, nó giòn ra, nó cũng sẽ rất ngon. Đấy. Chị thái cũng mỏng nhỉ? Vâng. Thực ra thấy mỏng quá thì khách người ta cũng sẽ không ưng đâu anh ạ. Bởi vì là vâng, mỏng quá ăn cái miếng thịt nó không ra được cái độ ngọt của thịt. Nó cũng phải vừa phải. Vâng. Mà thái dày quá thì nhiều khách thì người ta lại nói là bị cứng. Thế nên bọn em cũng sẽ phải thái cái vừa tầm tới thôi. Đến cuối bọn em vẫn cứ làm bắp như này. Hầu như đại đa số thịt của bọn em hầu như là bắp, không có thịt đâu. Em một suất bún đậu thông thường thì được mấy miếng này ạ? Một suất bún đậu thông thường nó sẽ được có 4 miếng như này. Chắc là như này. Như là 4 miếng như này. Vâng. Trên một cái lòng bàn tay. Thực ra bọn em thì cũng không biết như nào đâu, nhưng mà em chỉ nghĩ đơn giản là mọi cái mình cứ bày biện nó đẹp và chỉnh chu, khách người ta ăn mà người ta cảm thấy ngon, sạch sẽ thì là người ta sẽ đến với mình thôi. Vâng. Cả là bán hàng thì thực ra bọn em đều đặt tiêu chí là sạch lên hàng đầu. Vâng. Trước tiên là dĩ nhiên là phải ngon rồi, thế nhưng mà là phải sạch. Thịt của bọn em đấy, từ miếng đầu đến miếng cuối hầu như miếng nào cũng như miếng nào đều phải cái là thịt chân giò nó nhỏ nhỏ này, ăn nó dễ ăn này. Vâng. Đây. Còn như miếng nào nó cũng như này. Vâng. Cái đầu thì nó hơi bị ấy một chút. Cái này nó cũng vừa miếng ăn đấy nhỉ. Vâng. Chấm cái là cho cả được luôn đấy. Vâng. Quỳnh ơi, Quỳnh bật cho chị cái bếp, chị dán cái dồi lên. Dồi này không phải là dồi tiết, dồi này là dồi đỗ xanh với cả răm với cả thịt. Rồi mình dùng lòng non đúng không chị? Vâng, lòng non hết. Hay dùng lòng non để làm mấy bé này đấy các bạn. Vâng, đúng rồi ạ. Mà còn những cái lòng này bọn em phải đi tìm, phải đặt hết đây. Chứ còn nếu mà không đặt trước thì gần như cũng không có lòng không làm có đâu. Lòng luôn. Vâng, đấy. Kể cả chả cốm. Chả cốm là bọn em cũng phải đặt hết. Anh nhìn cái miếng chả cốm này nó đầy đặn, toàn cốm. Vâng. Tí nữa kia em sẽ ấy ra cho anh một suất ấy. Vâng. Nó sẽ ra là một suất đầy đặn. Và cái chả cốm mỗi một suất là sẽ là một miếng chả cốm như thế này. Ừ. Em dán như này một lúc nó già lên nó sẽ giòn cái vỏ. Khi anh ăn vào nó sẽ rất là bùi bùi nó. Để mà nói chính xác nó ăn nó cũng tựa như kiểu là dồi chó. Vâng. Nhưng mà nó đây hoàn toàn không phải là thịt chó mà là thịt lợn và đỗ xanh. Where from? Boston. Oh. Đây ít ăn bún đậu đó ạ. Người ta thuê và ở nhà đây thôi ạ. Không ăn được mắm tôm anh ạ. Không ăn được mắm tôm đâu ạ. Vâng. Tây người ta ngại ăn mắm tôm lắm. Nhưng ở trong này thì dân Tây người ta thuê nhiều ạ. Toàn nhà là vô người ta thuê hết. Còn dân gốc ở đây người ta ở ít khi ở đây đó. Chỗ này là ngõ nhà mình luôn hả chị? Vâng, đúng rồi ạ. Ngõ ở đây rất là rộng rãi và thoáng đẹp các bạn ạ. Anh bỏ hộp ra cho em đi. Ngõ này rất là hiếm. Em ngồi chờ tí. Nước mắm à em? Khách vào sớm nhỉ chị nhỉ? Vâng. Giờ 11 giờ. Không, thực ra là khách mọi người cũng ăn quen ý. Người ta không muốn chờ, người ta sẽ cố gắng đến sớm thì nó sẽ dễ hơn. Vâng. Thế là cái lượng khách văn phòng ở đây chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm hả chị nhỉ? Lượng khách ở đây cũng phải chiếm đến 60%. Nhưng mà cái đậu của nhà này nhà em thích ăn ở cái nhà này là bởi vì là đậu của họ làm rất ngậy mà nó đậm, nó không nhạt như các nơi khác. Bình thường ra đậu nó đậm, khi mà dán lên khách người ta ăn vào người ta sẽ rất vừa miệng. Những đậu dán lên đâu mà em phải vớt lên đến đấy chứ không để lâu này nó hỏng mất đậu. Đấy, cái mẻ đấy được rồi đấy chị. Vâng, em phải dán sơ qua như này, tí nữa khi khách vào ấy thì là chỉ phải dán giòn thôi. Chứ còn mà chờ mà từ đầu ấy thì khách nó sẽ không bao giờ được ăn giòn như này. Vâng. Ấn vào nó phải giòn tan ra. Nó chín rồi, bây giờ là chín. Em đặt cả một cái miếng như này và em dán. Dụ như này khách một người ăn vào thì em sẽ cắt, xong em cắt vào. Vâng. Cắt khúc ra cho khách. Hai suất mang về à?
Nó tốt ạ. Ba thì là đổ hết rồi, dậy nắp hết. Mùi mắm tôm thơm thế anh nhỉ? À? Thế là anh vừa mới pha vừa mới cho đường cái thứ đây đúng không? Ngày có 3-4 chai này. À thế ạ. Đây cho vào cái lọ này đóng nắp đóng nước. Đóng nắp rồi hết thì mình lại đổ vào đây để cho khách. Vâng. Mình chế sẵn mà không kịp. Thì mình chế sẵn rồi khi mình đổ vào đây mình rót cho khách thôi. Mình sẽ đổ lên đấy. Thế tí nữa thì cái âu này mình mới rót là bát nó dễ hơn. Chứ còn rót từng bát một thì mệt lắm. Lúc khách đông là không kịp đâu. Ngửi nhé. Rồi lại một ngày mình bán được nhiều không chị? Một ngày bọn em sẽ bán được khoảng từ 5 đến 6 cân. Rồi này ngày nào em cũng phải làm đấy. Không có hàng lưu cữu đâu. Vì mùa này mà để lại những cái hàng này mà lưu cữu ngày hôm sau ăn nó không bao giờ thơm. Đấy, mình cứ cân đối mình làm nó vừa đủ. Thế thì ngày nào cũng tươi. Vâng. Đồ nó sẽ tươi hơn. Chiều qua khách đến ăn toàn kiện vì tội hết cả thịt. Thế ạ? Vâng. Hôm qua đến. Thế thì mình lại phải làm nhiều hơn. Dạ, mỗi ngày có khi khách lại đông hơn thì mình lại phải cân đối. Đây cái suất này chị làm bao nhiêu đây? Đây là suất một người anh ạ. Vâng. Đầy đủ đây đúng không? Vâng, đây là một suất người đầy đủ đấy ạ. Chị ơi, đầy đủ 40 nghìn. Mang cho em bàn 2 ơi. Cái order này là xong hết rồi đúng không? Rồi. Vâng. Em gửi nhá. Em phải làm sẵn hết từ nhà đấy. Vâng, phải nướng, cái này nó hơi mất công một tí. Bây giờ nhiều khách ăn giả cầy lắm. Vâng. Khách ăn là đến khách nào em mới đun anh ạ. Chứ vâng. Không để lâu bởi vì là cái giả cầy này em muốn nó để cho nó chín tới ấy. Nó giòn giòn ăn người ta mới ngon. Chứ bây giờ dân văn phòng với cả thanh niên bây giờ ấy thì họ lại không thích ăn dừ. Em thấy bây giờ nhiều nhà người ta cũng làm cả lẩu giả cầy ấy. Đúng rồi ạ. Cái đấy chị có làm không? Hay là mình chỉ làm thực giả cầy? Thực ra em phục vụ ở đây bọn em là ngoài vỉa hè ấy. Thì đâm ra là bán mà để mà phục vụ cả lẩu nữa thì nó hơi bất tiện. Vâng, mình hơi lích kích đúng không ạ? Đúng. Nó không tiện lắm. Vâng. Chứ còn nếu mà như bình thường như đợt trước ấy, em có một cái cửa hàng ở dưới Dịch Vọng ấy. Thì em mở để em bán thì em làm cả giả cầy, em làm cả lẩu đầy đủ. Thế nhưng mà vì là ở đấy người ta lấy lại đất thì đâm ra là bắt buộc là em phải nghỉ sau rồi mấy chị thì em chuyển mới chuyển về đây làm. À. Thế ngày đấy là chị bán đấy được lâu không? Em cũng bán được 2 năm. 2 năm ở đấy vâng. À? Thì là người ta lấy được. Thế thì 2 năm mà mất cái điểm đấy thì cũng hơi phí. Đúng rồi, ở đấy dân văn phòng cũng nhiều lắm, cũng như kiểu ở đây này. Vâng, quen khách quen khiếc rồi lại phải chuyển đi là cũng hơi mệt đấy. Thực ra để mà kéo được khách từ đằng đấy về đây thì gần như là không có. Vì là cái đoạn đường xa đi quá. Khá xa. Xa quá, vâng. Thế em thấy về đây thì cũng có cái hay đấy. Vì trong ngõ này em thấy là nhiều người cũng thích vào ngõ ăn đấy. Đúng rồi ạ. Đặc biệt là cái ngõ nhà mình nó cũng rộng rãi, thoáng đãng như thế này. Ngồi luôn bàn này, bún đậu nhà mình ngồi luôn này. Bây giờ là 11 rưỡi rồi bắt đầu khách là mới đến. Ngồi nào cũng được ạ, ngồi đấy. Bắt đầu đến khoảng tầm 12 giờ thì là sẽ ồ ạt. Gần như là họ vào đây họ đều ăn mắm tôm hết. Vâng, ăn mì mắm tôm thì nó mới đúng được cái bản chất của bún đậu. Em bán bún đậu mắm tôm thôi nhưng mà em cũng không biết ăn mắm tôm đâu. Thế thì làm sao mà làm ngon được? Đây có cô em, cô ấy thẩm rồi, chị chỉ làm và cô em nếm. Thế là phải mấy chị em phải kết hợp lại đúng không? Dạ, có hai chị em. Chả cốm này bao giờ ra nó cũng bị đen, gần như không thể làm được gì hết. Vâng. Chỉ cả mỡ rắn đậu cũng thế, bao giờ nó ra cái mày đậu, nó ra cái cặn cặn ấy, thì là lúc nào phải bỏ đi hết. Nó sẽ làm đắng cái mỡ này. Vâng, đắng mà đen cả đậu, nó sẽ không ngon. Khi nào nhìn cái đậu rán này nó trắng như này có nghĩa là mỡ mới. Chứ còn đi nhiều hàng ấy, những cái đậu của nó đen ấy, gần như là toàn mỡ người ta lọc lại. Dân Sài Gòn là người ta nghiện cà phê đó. Nhà mình ở đây bán cả cà phê muối ạ. Trước em bà định bán nhưng mà vì nó đông quá không phục vụ kịp. Cái này xuất đầy đủ của 2 người đấy ạ. 2 người là 80.000 đấy. Vâng. Khách nhà em đến ăn gần như là nói chung là tùy từng nhìn khách ấy, nhưng mà em lại cứ mỗi một suất này của em là sẽ gồm 4 miếng thịt này và một cái chả cốm và 4-5 miếng dồi như này, tùy miếng to miếng bé em cắt. Nói chung là mình cứ lựa. Nếu nào to thì mình làm, kể cả đậu này, thế một suất của em là sẽ là 10 miếng. Vâng. Đấy. Thế là bọn em đã có 3 lem rồi, thế đâm ra là cũng không bao giờ có trường hợp là làm thiếu cho khách hay là... Đấy, chị mang ra đi ạ. Về đây chị thấy bán có thích hơn ở trên kia không?
chuyển về đây bán thích hơn là vì tiện, là có mấy anh chị em cùng gần gia đình. Thế ngày trước bán ở đấy là mình chị à? Vâng, trước em bán ở kia thì có một mình em thôi, thì nó hơi vất vả. Nhưng về đây thì có hai chị em bán với nhau ấy, thì nó cũng đỡ hơn, có gì còn đỡ đần nhau. Hai suất em ơi. Vâng. Vâng ạ. Hai suất đầy đủ. Vâng. Em thấy khách vào là bắt đầu chỉ khách nào vào thì mới lấy trả, lấy chiếc ra. Vâng, đúng rồi ạ. Không có trường hợp dán trước với dán đây đâu. Bởi vì dán trước ấy thì miếng chả cốm nó quắt đi, nó sẽ không bao giờ ngon. Thì dán tới thì là cái miếng chả cốm nó vẫn còn cái cốm ấy, cái đậu nó phải già. Ăn nó giòn bên ngoài và bên trong nó phải béo béo thì nó cũng sẽ ngon hơn. Để trong ngõ ra để giữa sân nhá. Bắt đầu là chạy cong mông lên rồi đấy. Bắt đầu đến giờ 12 giờ là gần 12 giờ là người ta ăn mà. Chị ơi, mấy suất? Mấy người? Hai người à? Ừ, ngồi đi chờ tôi tí nhá. Hôm nay cái thời tiết nó mát quá các bạn ạ. Vâng. Nó vừa mới hết cái đợt nóng xong bây giờ nó chuyển giao thời tiết. Ăn thử mắm tôm đi. Cho một đĩa giả cầy đấy chị. Vâng. Hai đầy đủ một giả cầy ạ. Anh cứ ngồi đi ạ, em có order. Hai đầy đủ một chả cây hả bác? Rồi. Ba đầy đủ một chả cây. Dạ vâng ạ. Hai bát nước mắm bạn đấy. Em nhiều khi đông quá phải làm như này. Bởi vì là có thể nhìn vào đấy luôn thì đỡ phải hỏi nhiều. Vâng, úp cái là xong. Ở đây với cả làm order như này thì khách người ta cũng sẽ nếu mà người ta chờ lâu một chút người ta cũng sẽ không cáu bởi vì người ta biết là sẽ là lần lượt chứ không có ai chen ngang. Em thấy cái bún đậu mình lấy cái nắm nhỏ nhỏ này là hợp lý. Vâng đúng rồi ạ. Vừa không phải thái mà lại vừa ăn lại ngon, nó mềm hơn. Đúng rồi. Anh xếp bàn. Tốp mấy đồng chưa? 5 người vào tròn trong anh ạ. Thấy văn phòng là toàn đi theo tốp này đấy chị nhỉ? Vâng đúng, đúng rồi, người ta toàn đi tốp 4 người là ít nhất, còn 8 người, 12 người, có khi người ta đi 20 người. Đủ 5 người ngồi chung với nhau. Các bạn ăn mắm tôm hết nhỉ? Nhà mình có bún đậu đầy đủ, có giả cầy. Nhà mình ăn gì nhỉ? Nước mắm. Nước mắm được. Hai nước mắm đi Hồng nhá. Nhà mình là 5 đầy đủ à? Có trà sâm dứa, trà xanh nhà mình uống gì không? Ok, cảm ơn các bạn. Ăn mắm tôm với nước mắm các bạn cứ ngồi yên, mọi người sẽ phục vụ tại bàn cho các bạn. Các bạn không phải gọi đâu. Em cứ yên tâm, cái việc của anh là việc đi lại mà. Em cứ sai thoải mái anh chị. Bây giờ là 12 giờ kém 15 các bạn ạ. Quán ở đây người ta bán theo dân văn phòng là chủ yếu nên là khách đến người ta sẽ đến theo từng tốp một. Chị ơi chị chờ tí nhá, đang đun. Tại vì vừa rồi nó hơi bị quá lửa cái mẻ đấy đấy mà. Chờ tôi một tí, tôi đun đây. Vâng, một đậu cốm với cả một đậu đầy đủ. Em có trà sâm dứa, trà xanh. Nhà mình uống gì nhỉ? Anh ơi, đưa mắm tôm luôn cho bạn này với. Ờ, đây. Em cho sâm dứa đây. Vâng. Quỳnh ơi Quỳnh, em nhìn nó chỉ cái này em ghi số mấy đây? Số 5 hay số mấy? Bạn 5 mà. À đâu? Thế thì chị đưa cho bạn 6 đi chị. Thế bạn kia chỉ còn thiếu suất 2 nữa thôi chị nhá. Ừ. Một đầy đủ là 40, một giả cầy 50 là 90, với một nước là 95 ạ. Dạ vâng, cho mình gửi kẹo với. Dạ có rồi đấy ạ, 95.000 cả nước rồi đấy ạ. Dạ vâng. Sao? Chị ơi, giả em một giả cây của bạn Năm đi. À đồ đang order, bạn đang làm. Ngồi luôn đây này bạn này, mấy người nhỉ? Đoàn mình mấy người? 10 người đấy, có 2 bạn luôn. Bác ơi, bác nhờ em nhờ tí, bác quay lưng đây. Đấy, ngồi đi, chia 2 bạn luôn hộ anh cả. Ngồi hết đấy, ngồi hết vào đấy, xong order, anh order cho. Rồi cái tôm này đông quá chị nhỉ? Vâng. Này nhà mình khoảng 2-3 tốp vào là full bàn đấy. Cũng may là ở đây người ta toàn dân văn phòng ấy, thì đâm ra là người ta ăn cũng nhanh lắm anh ạ. Vâng, đúng rồi, người ta ăn để người ta về, người ta nghỉ nhanh mà. Mình ơi, có bún đậu đầy đủ, có giả cầy, có bún đậu đầy đủ, có giả cầy, nhà mình ăn gì nhỉ? Gồm đậu, thịt, dồi, chả cốm, dồi thì mình là dồi đỗ, chứ không phải dồi đỗ rồi chứ. Một giả cầy và mấy đầy đủ ạ? 6.
6 đầy mà 2 giả cầy 4. Nước mắm mắm tôm mình phục vụ tại bàn. Ok, không phải gọi đâu. 2 giả cầy 6 đầy đủ. Đây mình có những cái trà gì để cho khách anh chị? Quán em chỉ bán chuyên trà dâm dứa thôi ạ. À, trà dâm dứa, không có trà đá ạ? Trà đá thì sẽ gọi hàng xóm bên cạnh ạ. Chứ còn bên em chỉ bán độc quyền trà dâm dứa thôi. Tại vì là bản thân em thấy rằng là khi mình ăn cái bún đậu nó hơi tanh ấy, thì là em uống cái trà dâm dứa của những cái quán khác ấy, em thấy nó khá ổn với cái độ khử mùi. Sau đó và là em có tặng kẹo cao su thì gần như là các bạn văn phòng các bạn về đều thấy ổn cả. Và em bản thân em cũng test cái vấn đề đó thì là em cũng phục vụ cho khách như vậy. À, em một suất ở đây là mình sẽ tặng thêm một cái kẹo cao su. Vâng. Chương trình áp dụng đến bao giờ đấy hả? Dạ không ạ, kẹo cao su thì đi song song luôn ạ. Chương trình có hạn. Dạ không ạ. Ngồi đây, ngồi luôn màn này cho anh. Ngồi ké vào đấy luôn. Chị ơi, kẹo su cho khách nha. Cắt cho em một đĩa nhân. Gọi được trà đá đấy mà mẹ không nghe thấy à? Con đấy người ta bảo gọi. Vâng em cảm ơn ạ. Ăn xong rồi. Ôi lấy giúp chị đi. Nhớ, nhớ lấy hộ nhau cái. 40.000 một suất. Ừ, tự nhân giúp nhau. Đúng rồi. Rồi sao nhân giỏi thế. Cứ chuyển khoản cho nhau 190 là được rồi. 10.000. Đúng chuẩn. Bạn được khách đây, bạn em ơi vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây có chỗ. Trong này. Bún đậu cái gì ạ? Bún đậu vào đây, đầy chỗ mà. Ở đây có bàn mà chị. Dạ vâng, đây, cảm ơn. Đây thì ăn đây, ngồi đây em. Đấy ăn có hộp mà. Đang quay quay quay. Ăn nhiều ở đây có được. Được, phải bạn ở đây sẽ được với ngoại. Đây em, mấy người. Mọi người vào đầu đây. Rồi rồi, dọn bàn đây. Gồm cái gì ấy nhỉ? Một số 3 người. Ba đầy đủ, một giả cầy. Ba nước thì thêm cái gì không chị? Có thêm đậu bún. Đậu bún 20 nữa. Đây 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 mẹ ơi, đây đây. Thế là cô này không bạn chi à? Cô này cô này. Đâu tài khoản chị đấy ạ? Anh cứ quét một tài khoản cho chị đấy. 305 à? Dạ vâng ạ. Có cái gì lấy thì như Quỳnh đi. Dạ vâng đúng rồi ạ. Bao nhiêu suất ạ? Tán bát này mà. Một đứa bạn này tớ. 4 người đi. Một bạn này tớ. Qua mình đã cố mà đi sớm rồi đấy. Ngồi đây ngồi đây bạn này đi. Đoàn khác à? Bên mình đoàn khác à? Nhanh 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 khách vào. Rồi em ngồi đi em. Nhà mình bao nhiêu ạ? 10 suất đầy đủ. Em có trà sâm dứa, trà xanh nhà mình uống gì không ạ? 10 đầy đủ để về kê lại bàn đi. Kê lại bàn đi. Em ơi. Em gái ơi. 17 cho một. Đứng dậy anh kê bàn cho. Thế thành ra là cứ 17 suất là mình sẽ được tặng một suất. À đấy thì để anh xếp bàn. Thế lần sau cứ rủ thêm nữa, anh để sinh ngày 17. Đây. Đấy, ngồi 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 bàn này luôn nha. Đấy bàn đấy, bàn đấy. Thêm đậu hay thêm thịt. Hay là mình tính tháng đi. À tính tháng à? Thế là 10 đầy đủ đúng không ạ? Có 10 đầy đủ không ạ? Rồi, chị em nhờ một tí. Ngồi đi em phục vụ luôn. Đang đông khách. Không, em ở đây đi. Bố ơi phi là... Bún, bún, bún. Em có nhiều mà. Bây giờ thôi, đi ra đi để con làm. Ông đứng ra ngoài đi, ông ra ngoài đi. Đồ ẻ đông quá rồi các bạn ạ. Không còn một chỗ trống nào nữa rồi mà khách bây giờ vẫn tiếp tục vào kìa. Ở đây dân văn phòng rất là nhiều. Bây giờ phải kê thêm bàn ra. Thì bên này vẫn còn 2 bàn đấy các bạn. Không phải order như thế đâu. Bê một loạt luôn cho các em. Nhà mình xinh đẹp ơi, nhà mình ăn gì nhỉ? 4 đậu đầy đủ ạ. Bao nhiêu suất ạ? 5 suất ạ. Em có trà sâm dứa, trà xanh. Nhà mình uống gì không? Ok ạ, à. Vâng, 5 đầy đủ ạ. Đây là khách vào này, để các bạn tất cả các mẹ trai khách sau Quỳnh báo hết thịt nhá. Anh ơi, giờ là khách vào anh báo là hết thịt rồi. Anh chị ơi, bây giờ là thịt không còn nữa, đầy đủ hết, thiếu mỗi thịt thôi. Vâng. Giờ này vào là thiếu mỗi hết thịt. Đầy đủ hết, không thiếu một gì, thiếu mỗi thịt thôi. Cho em 3 suất đầy đủ. Rồi. Thiếu mỗi thịt thì đúng rồi, đúng bài. 3 suất đầy đủ. Rồi. Một suất chỉ ăn đậu không thôi. Rồi ạ. Rồi, thì các bạn kia bạn order xong em làm theo ạ. Chờ tớ tí, người ta vẫn no đều. Hay đầy đủ đúng không ạ? Đông khách quá chị nhờ. Này đông này không biết còn thịt cho em không đấy. Còn em ít. Đấy, không này hết thịt. Em ơi, của em là một đầy đủ nhờ. Tất cả mọi người rất là bận rộn rồi. Một đầy đủ không rồi. Có kéo à? Kéo thôi, ở trong chúng ta cái kéo này của đây để em làm hàng. Bảo Hữu cho mượn đi. Không có, mẹ Yên không có kéo, nhưng tôi chịu. Em kéo để em còn làm hàng. Em trẻ hạn mà cái kéo sáng của em sáng nay đâu. Em có trà sâm dứa mà. Nhà mình ăn gì chị nhỉ?
Em hết thịt rồi. Đây là chả xanh. Thì là đầy đủ không thịt. Ba suất đầy đủ. Ba suất đầy đủ. Một suất đậu không. Một bát chả cầy. Ba đầy đủ không thịt. Hết thịt còn đâu nữa mà chả không thịt. Vâng không, em phải viết thế để em thu tiền. Không. Một suất chỉ có đậu không thôi. Một bát giả cầy. Một giả cầy. Đây là suất ba này. À, suất ba nó sẽ đầy hơn. Vâng. 120.000. Vâng, 120.000. Các bạn thấy ở đây là chị toàn lấy suất đôi, suất ba, suất nhiều bởi vì mọi người ở đây toàn đi theo tốt. Lấy rất là nhiều suất kép. Suất 3 kìa, giả cho các khách kìa. Không, không, đây để yên, để em trả cho suất 10 đã, không người ta mắng rồi đấy. À, suất lại còn suất 10 nữa. Vâng. Tốt 10 người đi. Thì đã nhớ phần em mỗi thứ một tí đấy nhá. Em đến sớm nhất chị lại cho em ăn thiếu là em buồn lắm. 7 à. Quỳnh ơi, trả đi này. Trả suất 10 đi này. Bạn nào kêu ớt kìa. Cái này là cái đấy là 3. Thôi đưa đưa 2 trước thì em lấn. Đấy. Cái đấy là 2 và 3 nhá. Đây là 2 ạ. 2 và 3 tiếp à? 2 và 3 tiếp đây là một cái chẳng mua đây đi. Mua một tô không ngon. Đây, đây lại mệt 2 này. Và đây là mệt 3 này. Đấy, thế là đủ 10 nhá. Ok, cảm ơn cả nhà. Em ơi ra chuyển khoản giúp anh. À, đây 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 còn còn. Kẹo su này, kẹo su. Còn rồi, còn còn còn. Đừng đừng, để ra kia đi chị, để ra. Kẹo su em ơi. Một người đại diện cho anh mời mọi người. Mỗi suất là được bao nhiêu miếng bún này? 20 miếng bún này anh ạ. À. Em ơi, khả năng cho bàn kia người ta về cơ quan. Đây đây đây, em bàn một đúng rồi, em đang làm bắt đầu bàn một đây. Tất cả các mẻ sau là không có ấy đâu nhá. Không có thịt đâu đấy. Hết thịt rồi. Hết rồi. Mới mấy cục thịt rồi, hết rồi. Chả cốm của em đâu. Chả cốm hết cả chỗ đấy đi. Chờ tí thôi phải chờ. Hôm nay lại đông hơn mọi hôm hả chị? Ừ, ngày nào em cũng như này. Đấy ạ, ngày nào cũng như này luôn. Vâng. Mỗi ngày lại thêm một tí thịt nữa rồi mà vẫn còn không đủ. Nhà mình mà cuối tuần thì có khi lại không đông bằng ngày thường đâu đúng không chị? Vâng đúng rồi, bởi vì ở đây đại đa số là dân văn phòng anh ạ. Ừ. Đấy, bàn một trả luôn cho bàn một đi. Rồi ra rồi cho em đi. Bàn 1 nhá, còn thiếu 2 suất ở đây nhá anh nhá. Ờ đúng rồi. Bây giờ đến 3 năm đúng không? Đây là 1 tiếp lại. 5 đầy đủ đấy chị ơi. Ờ đây đang làm đây. Anh thử nhá. Đấy, từ lẽ giờ bây giờ bắt đầu là mình có chỗ để mà mình ngồi ở đây. Thực sự là quán rất là đông luôn. Nghĩa là một cái thuận lợi cho quán đây người ta bán là đây rất là nhiều người văn phòng. À, đến giờ mà mọi người tan tầm làm cái là mọi người sẽ ùa ra ăn rất là nhanh. À, ở đây thì các bạn nên tránh, nếu mà đến đây thì nên tránh vào tầm 12 giờ cho đến 12 rưỡi. Đấy là cái tầm mà mình thấy là đông nhất. Qua 12 rưỡi phát thì bắt đầu là mình có bàn như thế này. À, bây giờ mình sẽ gọi là hai suất, đấy là một suất bún đậu này với cả một giả cầy. Thì ở đây người ta bán cả giả cầy nữa. Đằng sau đây thì có cả bác ấy bán trà đá nữa đấy. Các bạn mà thích trà đá các bạn gọi đây, còn quán người ta chỉ bán trà sâm dứa thôi. Như mình thì mình thích trà đá. Bác ơi, bác cho con hai trà đá nhá. Mình gọi suất này 40.000 các bạn này. Suất 40.000 này có dồi này. Dồi trong này là có cả đỗ xanh. Mình thì không hợp với cả đỗ xanh lắm. Tí nữa ăn thử xem cái miếng này thì nó ra sao. Trong này có dưa chuột này, chả này, đó, đậu này. Chung một suất 40.000 này mình thấy là cũng khá là đầy đặn. Suất giả cầy này là bao nhiêu tiền này nhỉ? Dạ 50.000 anh ạ. 50.000. Suất giả cầy này kèm theo đấy là bún này. Quán người ta có thêm là cái nước đường cho mình các bạn nhé. Nước đường để sử dụng trong mắm tôm này. Bạn nào mà thích ăn ngọt hơn thì mình có thể mình cho nước đường này vào. Đây người ta đã cho mình một thìa mỡ vào trong này để ăn cho nó ngậy béo rồi.
mắm tôm khá là thơm, quấy lên là đã ngửi thấy mùi rồi. Và người ta pha này là cũng đã ngọt rồi, lượng ngọt đủ rồi, mình không cần phải cho thêm đường nữa. Cái này mình sẽ ăn trước vì sợ là khô ấy. Cái này khô thì nó sẽ không ngon. Bên trong khá là nhiều đỗ xanh. Bún rất là mềm. Các bạn thấy là cái lúc mà mình quay ấy, thì chị thái cái này rất là mỏng này. À, đến giờ thì cái miếng này của mình thì nó khá là dày. Đây là những cái miếng cuối, các bạn nhìn thấy nó ở cái phần cuối của cái miếng chân giò không? Đến cuối này thì thái nó hơi khó hơn. Mình đây là chị để phần cho cái miếng thịt này, còn đâu là khách khác vào là hết thịt rồi. Bán 12 rưỡi là đã hết thịt rồi. Thế cái dồi này bên trong thì quán người ta cho khá là nhiều đỗ xanh này các bạn này. Mình ăn nó không hợp vị lắm. Thì bỏ khi mà ăn đậu xanh này cảm giác là ăn nó hơi khô, nghĩa là nó át đi cái vị của thịt ở bên trong ấy. Bún đậu mắm tôm, rất nhiều quán bán kèm với cả giả cầy, 50.000 một suất bún đậu giả cầy. Có vẻ như là hơi thiếu cái dầm bỗng, mình thích nó hơi chua dầm bỗng lên một tí. Mời các bạn nha. Ăn cũng gọi là ổn ổn thôi. Mình thích là cái nó hơi chua một tí nữa. Người ta làm thiêng theo cái vị ngọt. Ngọt nó cũng không gắt đâu. Ăn cái miếng móng giò này thì khá ngon. Cái độ ninh nó vừa. Cái phần vỏ da này ăn nó giòn. Rất giòn. Không cứng. Bên trong thì cái thịt đã dừ ở mức vừa, không bị dừ quá nhưng mà nó cũng không bị cứng quá, non lửa quá. Mình rất là thích cái sợi bún ở đây, ăn rất là mềm luôn các bạn. Măng ngọt không chua, cũng rất là vừa, vừa vặn ăn rất là giòn luôn, không bị ỉu ủng, giòn tan ăn khá là ngon. Người ta sử dụng cái phần chân trước này ăn nó nhiều da, ăn thấy nó giòn hơn. Bún anh thấy mềm không? Nó hợp với cả ăn bún đậu mắm tôm. Đậu bác ăn thì bác thấy nào? Ở ngoài giòn, trong rất mềm mà gần như nó tan luôn trong miệng. Nhưng cái vỏ ngoài thì lại ăn thấy rất mềm, giòn giòn. Còn mắm tôm thì sao? Nó không có gì đặc sắc. Đấy, bây giờ thì cũng là lúc ra về rồi các bạn ạ. Cũng 1 giờ rồi và mọi người bây giờ thì cũng không còn đến nữa, khách hàng thì cũng hết rồi. Thì ở đây là người ta chủ yếu là người ta bán cho dân văn phòng ấy. Cái thời điểm ở đông khách nó chỉ có một quãng thôi, từ 12 giờ cho đến 12 rưỡi. Nên các bạn đến mà ăn thì nên tránh cái giờ đấy vì rất là đông luôn. À, cá nhân của mình thì mình thấy là chất lượng ở đây thì không phải là xuất sắc, ở mức khá thôi. Nhưng mà giá cả người ta bán nó cũng phải chăng. Đậu thì ở đây mình thấy ăn là khá là ok. Đậu ăn nó xốp. À, bên ngoài người ta rán, người ta chiên nó cũng khá là già lửa, ăn ngon. À, đối với cả món giả cầy thì mình nghĩ là cái món này thì nó không hợp khẩu vị của mình lắm. Mình thích cái hương vị dấm bỗng nó nhiều hơn một tí nữa để nó hài hòa. Nó cân với cả cái vị ngọt như thế thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. À, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem cái clip này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.